Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 23 tháng 12 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình Thời sự tối nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Văn Giang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để thi công đường tỉnh 379. Sản phẩm OCOP chuẩn bị nguồn hàng phục vụ thị trường Tết. Giáo xứ Đức Ninh chung sức xây dựng quê hương. Tác hại của hút thuốc lá đối với sức khỏe con người. Sát hại em sâu vì mâu thuẫn gia đình. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại trụ sở tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị lần thứ 12 nhằm đánh giá tổng kết công tác mặt trận năm 2023, thảo luận đề ra chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy Nguyễn Lê Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Quách Thị Hương, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm như là tuyên truyền vận động đồng thuận bàn giao mặt bằng, thực hiện các dự án phát triển kinh tế, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước. Trong năm, Quỹ vì người nghèo các cấp vận động được trên 66 tỷ đồng, triển khai hỗ trợ xây mới, sửa chữa gần 900 nhà đại đoàn kết với tổng số tiền trên 57 tỷ đồng. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác phối hợp nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, hòa giải ở cơ sở. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Lê Huy thông tin một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2023, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2024. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quách Thị Hương yêu cầu Mặt trận Tổ quốc các cấp và các địa phương tham mưu tổ chức thực hiện tốt nghị quyết của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường giám sát phản biện xã hội, kịp thời tham mưu đề xuất hướng giải quyết các vấn đề nổi cộm ngay khi mới phát sinh từ cơ sở, tránh phát sinh thành điểm nóng, chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029, trước mắt tuyên truyền vận động huy động các nguồn lực chăm lo Tết cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Sáng ngày 22 tháng 12, tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, khối thi đua Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh, thành phố, vùng đồng bằng sông Hồng và Trung du Bắc Bộ gồm 13 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, thành phố đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, các đơn vị trong khối đã tập trung xây dựng và triển khai nhiều nhiệm vụ giải pháp tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo chỉ đạo. Do đó, sản xuất nông lâm ngư nghiệp thủy sản tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp và gắn với phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới, khu dân cư mới nâng cao và kiểu mẫu. Chương trình OCOP được triển khai rộng khắp, các địa phương đã lựa chọn được những sản phẩm đặc trưng, công nhận nhiều sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên. Các tỉnh, thành phố trong cụm có từ 55 đến 550 sản phẩm OCOP đã tiến hành nhiều chương trình xúc tiến thương mại, giới thiệu quảng bá sản phẩm, nâng cao thu nhập của người dân nông thôn. Tại hội nghị, khối thi đua Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn các tỉnh, thành phố, vùng đồng bằng sông Hồng và Trung du Bắc Bộ tuyên dương các đơn vị dẫn đầu ký giao ước thi đua năm 2024 và bầu Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ninh là đơn vị trưởng khối. Ngày 22 tháng 12 tại thành phố Hưng Yên, cụm thi đua 9 Liên đoàn Lao động tỉnh khu vực Đồng bằng Sông Hồng đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, các đơn vị trong cụm đã triển khai có hiệu quả công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức người lao động bằng nhiều hình thức như đối thoại, thực hiện cơ chế dân chủ ở cơ sở, thương lượng, ký kết thỏa ước có lợi cho người lao động. Liên đoàn Lao động các tỉnh đã tổ chức chương trình Tết Sum Vầy Xuân Gắn Kết mang đậm dấu ấn công đoàn với các phần việc như thăm hỏi, tặng quà, tặng vé xe về quê, tổ chức các phiên chợ giảm giá không đồng, tư vấn khám sức khỏe miễn phí với tổng kinh phí trên 490 tỷ đồng. Chương trình nhà máy ấm công đoàn tiếp tục được triển khai có hiệu quả, 139 nhà được Liên đoàn Lao động các tỉnh hỗ trợ xây và sửa chữa cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Về công tác phát triển đoàn viên, năm 2023 đã thành lập mới 425 công đoàn cơ sở,
phát triển mới trên 121.000 đoàn viên, bồi dưỡng, giới thiệu và kết nạp đảng trên 9.200 đoàn viên ưu tú. Công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp được triển khai đúng quy định, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Trước đó, các đại biểu đã đến dâng hương tại nhà tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và Trung tướng Nguyễn Bình tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ. Sáng ngày 22 tháng 12, Bưu điện tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, triển khai mục tiêu kế hoạch năm 2024. Năm 2023, Bưu điện tỉnh tập trung triển khai nhiều giải pháp tích cực để mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tổng doanh thu đạt trên 158 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch. Trong năm, Bưu điện đã triển khai hiệu quả các loại hình dịch vụ như phát triển dịch vụ công, dịch vụ tài chính bưu chính, công tác tiếp thị khách hàng. Năm 2024, Bưu điện tỉnh Hưng Yên phấn đấu tổng doanh thu đạt trên 203 tỷ đồng, năng suất lao động đạt trên 230 triệu đồng một người một năm, tập trung mở rộng lĩnh vực dịch vụ hành chính công, mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ thu tiền điện, phát triển kinh doanh tại Bưu điện Văn hóa xã. Với kết quả đạt được, tập thể Bưu điện tỉnh Hưng Yên vinh dự được nhận giấy khen của Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cùng nhiều giấy khen cho các tập thể đơn vị trực thuộc. Nhân dịp này, Bưu điện tỉnh Hưng Yên đã vinh danh 12 cá nhân gương mặt xuất sắc tiêu biểu năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, với sự vào cuộc chủ động, quyết liệt, sáng tạo và kiên trì trong công tác tuyên truyền, vận động của các cấp, các ngành, các địa phương và nhất là sự đồng thuận của người dân, đến nay huyện Văn Giang đã cơ bản hoàn thành việc giải phóng mặt bằng nhiều dự án trọng điểm như đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, đường 382B, đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài. Riêng đối với tuyến đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài đoạn qua địa bàn thị trấn Văn Giang, thời gian qua, các cấp các ngành từ huyện, cơ sở đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, kiên trì thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân bằng nhiều hình thức, từ đó chủ động tích cực phối hợp thực hiện. Toàn bộ tuyến đường đã được giải phóng mặt bằng đạt 98%, chỉ còn một số hộ chưa đồng tình nhưng nay đã đồng thuận. Đối với vị trí ngã tư giao đường Hà Nội Hưng Yên với đường Đỗ Tông, đây là điểm nút quan trọng đã có nhiều gia đình sau khi được tuyên truyền vận động đã nghiêm túc chấp hành và ủng hộ, đồng thuận bàn giao mặt bằng để thi công dự án. Trong đó có gia đình bà Đỗ Thị Soái và gia đình ông Trần Quốc Toàn. Sau khi được tuyên truyền vận động, hai gia đình đã đồng thuận và ký cam kết tự giải tỏa để sớm bàn giao mặt bằng thi công dự án. Nhờ nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, xã Thành Công, huyện Khoái Châu đã có nguồn lực đầu tư hoàn thiện, nâng cấp hạ tầng, xây dựng các công trình cơ bản theo hướng khang trang, hiện đại. Từ năm 2022 đến nay, từ nguồn đấu giá đất, xã Thành Công đã đầu tư trên 130 tỷ đồng để xây dựng các công trình cơ bản tại địa phương như làm đường giao thông nông thôn trên 36 tỷ đồng, xây dựng trường học các cấp gần 31 tỷ đồng, xây dựng nhà văn hóa xã, thôn gần 27 tỷ đồng, san lấp mặt bằng khu dân cư hơn 36 tỷ đồng. Việc đấu giá quyền sử dụng đất là nguồn lực lớn để địa phương hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, 100% tuyến đường giao thông, đường trục xã, đường trục thôn, liên thôn, đường trục chính nội đồng trong xã đều được đổ bê tông, trải nhựa, đảm bảo kết cấu vững chắc với chiều rộng mặt đường từ 3,5 đến 5 mét. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, 4 thôn đều đạt danh hiệu làng văn hóa nhiều năm liền và trên 90% số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Đời sống người dân ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,95%. Qua đó góp phần giúp xã Thành Công được công nhận xã nông thôn mới nâng cao của huyện Khoái Châu trong năm 2023. Thành phố Hưng Yên hiện có 36 sản phẩm OCOP được chứng nhận 3 sao và 4 sao là những sản phẩm đặc sản, đặc trưng của địa phương. Thời điểm này, các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố đang tất bật chuẩn bị đơn hàng đa dạng mẫu mã để phục vụ thị trường dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Là một trong những làng nghề làm hương lớn và nổi tiếng lâu đời trong cả nước, làng hương thôn Cao, xã Bảo Khê đang rộn ràng bước vào vụ sản xuất lớn nhất trong năm để phục vụ thị trường Tết. Hiện cả làng có trên 150 hộ làm hương. Dịp giáp Tết, hộ ít sản xuất khoảng 3 vạn nén hương, hộ sản xuất nhiều lên tới 15 vạn nén hương vòng, hương nụ mỗi ngày. Đặc biệt,
mặt hàng hương nụ của hộ kinh doanh Nguyễn Như Dũng được chứng nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Đây là cơ hội để một trong những sản phẩm được xem là tinh hoa của làng nghề hương xạ Cao Thôn có cơ hội khẳng định, truyền bá giá trị văn hóa tới thị trường, cộng đồng. Sản phẩm mà khi được công nhận là sản phẩm OCOP ấy, thì những người tiêu dùng người ta dùng cái sản phẩm của mình người ta yên tâm. Ví dụ là thứ nhất là có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có địa chỉ sản xuất và yên tâm về sức khỏe. Cơ sở Mai Trang, Tinh Hoa Phú Hiến ở phường Lê Lợi có 3 sản phẩm: long nhãn, mật ong hoa nhãn và hạt sen được chứng nhận OCOP. Để mỗi sản phẩm OCOP trở thành một sứ giả của văn hóa, quảng bá nét đặc trưng của địa phương đến cộng đồng thị trường, cơ sở đã thuê họa sĩ vẽ tay hình ảnh các công trình, di tích nổi tiếng của Hưng Yên như Đền Mẫu, Chùa Chuông, Đông Đô Quảng Hội, Lễ hội Văn hóa Dân gian Phú Hiến lên bao bì sản phẩm, đóng thành những hộp quà Tết đẹp với nhiều sự lựa chọn, đa dạng phân khúc để người tiêu dùng có thể làm quà biếu, tặng. Cứ giáp Tết từ tháng 10 âm lịch đến tháng 11, 12 là doanh số sẽ tăng lên từ khoảng 20-30%. Bản thân em thì khi mà mua hàng mà có chứng nhận của OCOP thì em rất chỉ tin tưởng. Thứ nhất là bởi vì là khi mà đã có chứng nhận của OCOP thì mình không phải băn khoăn đến cái chất lượng của nó nữa. Không chỉ được các chủ thể sản xuất chuẩn bị số lượng hàng Tết dồi dào, đa dạng hóa mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, các sản phẩm OCOP cũng được ngành chức năng tăng cường quảng bá tại các điểm trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP của tỉnh. Hy vọng rằng dịp Tết Nguyên đán năm nay, người tiêu dùng sẽ có thêm nhiều cơ hội lựa chọn các sản phẩm OCOP an toàn, chất lượng tốt với giá cả phù hợp, góp phần quan trọng để bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa trong từng nhóm sản phẩm đặc thù của từng địa phương. Thực hiện chương trình hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam với Bộ Tài chính Lào, đoàn cán bộ trường Cao đẳng Tài chính Bắc Lào vừa sang thăm, học tập và làm việc tại trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh ở huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Tại buổi làm việc, lãnh đạo trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh và trường Cao đẳng Tài chính Bắc Lào giới thiệu khái quát về quá trình hình thành phát triển của hai nhà trường, tổ chức bộ máy, quy mô và các ngành đào tạo. Hai bên trao đổi kinh nghiệm về công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý sinh viên, công tác tuyển sinh, đặc biệt hai bên thảo luận hướng hợp tác đào tạo liên thông cho học viên của nước Lào từ cao đẳng lên đại học, thống nhất ký biên bản ghi nhớ về hợp tác năm 2024, tập trung vào các vấn đề như đào tạo cán bộ giảng viên trình độ thạc sĩ, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy, phương pháp nghiên cứu khoa học bậc đại học, công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học, công tác quản lý tài chính, cơ sở vật chất, hỗ trợ thiết bị giảng dạy học tập cho trường Cao đẳng Tài chính Bắc Lào. Nhân dịp này, lãnh đạo trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ giảng viên của trường Cao đẳng Tài chính Bắc Lào. Thưa quý vị và các bạn, thôn Đức Ninh, xã Đức Hợp, huyện Kim Đồng là thôn công giáo toàn tòng có trên 300 hộ với trên 1.000 nhân khẩu. Phát huy truyền thống sống tốt đời đẹp đạo, những năm qua, đồng bào công giáo trong thôn luôn thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương. Ấn tượng khi đến thôn Đức Ninh thời điểm này là những ngôi nhà khang trang, vườn tược xanh bướt, cơ sở hạ tầng ngày càng đồng bộ. Những năm gần đây, phát huy thế mạnh của vùng đất bãi, đồng bào công giáo thôn Đức Ninh thi đua phát triển kinh tế, nhiều hộ dân mạnh dạn chuyển đổi cây trồng vật nuôi mang lại thu nhập cao. Một số gia đình phát triển trang trại trồng cây ăn quả với diện tích hơn 10 hectare như các anh Nguyễn Văn Tín, Bùi Văn Hà. Thôn hiện không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 70 triệu đồng một năm. Thôn Đức Ninh chúng tôi chuyển đổi cơ cấu cây trồng là mạnh. Thí dụ như trong vườn thì đa số dòng bưởi. Thế ngoài đồng bây giờ nhiều chỗ dòng bưởi, cái thứ hai dòng nhãn. Cho nên là kinh tế là phát triển mạnh mẽ, đời sống nhân dân trong thôn là nâng lên rõ rệt. Hầu hết các gia đình là có vườn trang trại, mỗi năm thu được từ 70 cho đến 300 triệu đồng trên năm. Khi kinh tế tốt rồi thì tất cả bà con nhân dân đều hướng tới xây dựng đời sống văn minh trong thôn làng. Đời sống kinh tế ổn định và phát triển, giáo dân trong thôn luôn một lòng vì việc chung, tích cực ủng hộ các chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước trong xây dựng nông thôn mới. Tính riêng năm nay, trong thôn có trên 40 hộ dân hiến gần 2.000 m2 đất để mở rộng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. Các hộ dân trong thôn đóng góp số tiền hơn 60 triệu đồng để lắp đặt đèn điện chiếu sáng ở một số trục đường trong thôn. Chúng tôi bao giờ cũng tính là kính Chúa yêu nước,
Thế người dân công giáo chúng tôi thấy cái việc làm của Đảng và Nhà nước chúng tôi cảm thấy rất phù hợp với lúc này, và bản thân chúng tôi là cũng đồng tình và ủng hộ. Tôi cũng hiến được từ 40 đến 50 mét đất. Bà con giáo dân sống đúng theo tinh thần là mến Chúa yêu người, kính Chúa yêu nước, để cùng xây dựng cuộc sống ngày hôm nay cho nó có ý nghĩa, vừa về mặt xã hội thăng triển, vừa mặt tinh thần được nâng cao. Những ngày này, các giáo dân của giáo xứ Đức Ninh phấn khởi, tích cực cùng nhau trang trí nhà thờ và các tuyến đường ngõ xóm để chuẩn bị cho đại lễ Giáng sinh và chào đón năm mới 2024. Nêu cao tinh thần đoàn kết, yêu nước, kính Chúa, giáo xứ Đức Ninh vẫn luôn giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, kết hợp với những nét đẹp trong sinh hoạt tôn giáo, góp phần tích cực vào việc nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Ung thư phổi là căn bệnh cực kỳ nguy hiểm và có tỷ lệ bệnh cao nhất trong các loại bệnh ung thư. Theo các nhà khoa học và chuyên gia y tế, thì thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây nên căn bệnh đáng sợ này. Nguy hiểm là vậy, thế nhưng nhiều người vẫn thờ ơ chủ quan, đến khi phát hiện bệnh nặng thì hối hận cũng đã quá muộn. Đang điều trị bệnh phổi tắc nghẽn tại Bệnh viện Phổi Hưng Yên, thế nhưng anh Nghĩa vẫn chưa thể nào cai được thuốc lá, thứ mà đã gắn liền với anh suốt 20 năm nay. Cũng hút từ năm 17-18 tuổi, sau đó đi làm thì cũng môi trường anh em hút thì mình cũng hút thôi. Dần dần thì cứ hút từ cái năm đấy đến tận bây giờ, rồi khoảng hơn 20 năm rồi. Trung bình hết khoảng hơn một bao một ngày. Có nhiều người đã quyết tâm bỏ hút thuốc lá, nhưng cũng chỉ được thời gian ngắn. Áp lực công việc hay những lúc rảnh rỗi ở một mình là những lý do được đưa ra khi không thể bỏ được thuốc lá. Tôi cũng thường xuyên sử dụng thuốc lá. Lúc mà chờ đợi khách khứa không có thì tôi cũng hay hút. Ăn sáng ăn sung xong là tôi không có thuốc mà tôi cũng thèm. Cũng mấy lần cũng bỏ nhưng mà khó bỏ. Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Phổi Hưng Yên, đa phần người đến khám và điều trị ung thư phổi tại đây đều có ảnh hưởng từ thuốc lá. Nhiều bệnh nhân nghĩ thuốc lá chỉ ảnh hưởng tới phổi, nhưng thực tế tác hại lớn hơn rất nhiều. Không phải lên ạ. Anh cứ để đấy. Hút thuốc lá thì gây ra cái tình trạng ung thư phổi, và không chỉ những ung thư phổi mà còn ung thư tất cả các cơ quan ở trên cơ thể của người bệnh. Đặc biệt thì hút thuốc lá thì gây ra cái tình trạng là chiếm cái tỷ lệ cao gấp 25 lần so với những người không hút thuốc, sẽ bị cái tình trạng là ung thư phổi, suy tim hay là viêm đường hô hấp trên và viêm đường hô hấp dưới. Như chúng ta đã biết thì trong thành phần của thuốc lá nó chứa hàng 7.000 các cái chất, trong đó có khoảng 95 chất là gây đến các cái bệnh ung thư và hơn 100 các cái chất gây các cái bệnh khác. Và trong 7.000 cái chất trong thuốc lá thì không có một cái chất nào là có lợi cho cái sức khỏe của chúng ta cả. Tác hại của thuốc lá là vô cùng lớn, không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, làm phát sinh nhiều căn bệnh nguy hiểm mà còn gây tổn thất nặng nề về kinh tế, khi phải chi phí rất nhiều cho việc điều trị các căn bệnh liên quan đến khói thuốc. Ngày 22 tháng 12, Tòa án Nhân dân tỉnh tổ chức xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Dương Văn Hùng, sinh năm 1968, ở xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, về tội danh giết người. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, bị cáo Hùng và gia đình người bị hại là anh em ruột ở cạnh nhau. Trong cuộc sống hàng ngày, Hùng cho rằng em trai mình là Dương Văn Mạnh làm xưởng gỗ tại nhà gây bụi bẩn, ảnh hưởng đến sức khỏe nên hai bên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm là khoảng 15 giờ ngày 7 tháng 8 năm 2023, Hùng cản trở xe vận chuyển vật liệu xây dựng vào nhà anh Mạnh dẫn đến xô xát. Hùng đã dùng dao đâm chị Dương Thị Thuận là em dâu và em trai là anh Mạnh. Hậu quả làm chị Thuận tử vong, anh Mạnh bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ 8%. Căn cứ quy định của pháp luật, tòa tuyên phạt bị cáo Hùng mức hình phạt chung thân. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.